Minh Thảo xin chào quý vị đang đến với phần 3 của chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBC. Và đến với phần bình luận về những cổ phiếu nổi bật thì xin mời quý vị hãy cùng gặp lại anh Nguyễn Ngọc Trường, là chuyên viên của chi nhánh Thanh Xuân của công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Vâng, thưa anh, ngày hôm nay thì chúng tôi muốn đề cập đến cổ phiếu của công ty cổ phần Long Hậu. Anh có thể phân tích những nét chính của cổ phiếu này cũng như là triển vọng đầu tư cổ phiếu này đến quý nhà đầu tư ạ? Đối với cổ phiếu LHG của công ty cổ phần Long Hậu thì cổ phiếu LHG đã có sự sụt giảm khá là mạnh kể từ giai đoạn tháng 2 đến nay. Và trong giai đoạn gần đây thì cổ phiếu LHG giao dịch quanh mốc 17.000 trên một cổ phiếu và thanh khoản khá là thấp. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là LHG của công ty cổ phần Long Hậu là một mã rất là triển vọng và thích hợp với nhà đầu tư trung và dài hạn bởi một số yếu tố như sau. Thứ nhất, các cái khu công nghiệp hiện tại Long Hậu đang quản lý gồm Long Hậu 1 và Long Hậu 2 thì cho thuê với mức giá khá là cao so với trung bình trong khu vực của tỉnh Long An, cũng như là mật độ cho thuê nấp đầy khá là cao. Ngoài ra thì việc công ty đang đầu tư thêm khu Long Hậu 3 sẽ dự kiến là sẽ tạo ra dòng tiền cũng như là doanh thu khá tốt cho doanh nghiệp kể từ năm sau, và tôi cho rằng đây cũng là động lực quan trọng cho doanh nghiệp trong thời gian tới. Yếu tố thứ ba là về việc định giá thì LHG đang giao dịch ở mức PE khá là thấp, khoảng 4 lần so với lại PE ngành cũng như thị trường chung. Do đó thì tôi cho rằng là mã LHG rất là thích hợp với nhà đầu tư trung và dài hạn. Vâng, thưa anh, cổ phiếu của công ty Thế Giới Di Động trong thời gian qua thì đã có những cái bước tăng trưởng khá là ngoạn mục. Anh có thể phân tích thêm những cái triển vọng đầu tư cổ phiếu này trong thời gian tới và cũng như những cái cơ sở cho cái sự tăng trưởng của cổ phiếu này trong thời gian tới ạ? Đối với cổ phiếu MWG của công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động, cổ phiếu MWG của công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động tăng trưởng khá là tốt trong tuần giao dịch vừa qua cùng với thanh khoản cao và thu hút được dòng tiền. Thì tôi cho rằng là nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu MWG cho một mục tiêu đầu tư chung và dài hạn bởi các yếu tố như sau. Thứ nhất, công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động đang chiếm lĩnh khoảng 42% mảng bán lẻ điện thoại di động và 22% mảng điện máy. Ngoài ra thì việc M&A với lại điện máy Trần Anh sẽ tạo cho công ty có thị phần cao trong thời gian tới. Việc kỳ vọng là M&A Trần Anh có thể hoàn thành trong năm nay, do đó thì thị phần của mảng điện máy có thể tăng lên khoảng 30% ở khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, do đó thì là một động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong năm sau. Thứ hai, mảng bách hóa xanh thì công ty đã đưa vào thử nghiệm trong thời gian vừa qua và dự kiến là sẽ tiến hành mở rộng trong năm sau 2018. Và đây là mảng có thể mang lại doanh thu và lợi nhuận thay thế cho các mảng như di động và điện máy đang trong quá trình bão hòa trong thời gian tới, và mảng bách hóa xanh này sẽ là động lực chính cho sự phát triển của Thế Giới Di Động trong những năm tới. Yếu tố thứ ba là công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động thì vẫn duy trì được mức độ tăng trưởng khá là cao. Trong 8 tháng vừa qua thì doanh thu tăng trưởng 56% và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 30% so với cùng kỳ 2016. Và tôi cho rằng là công ty vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá là cao khi công ty mở rộng được thị phần điện máy và cái mảng bách hóa xanh mang lại doanh thu tốt trong những năm tới. Do đó thì tôi cho rằng nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu MWG trong mục tiêu đầu tư chung và dài hạn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giờ Kết Sổ của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau.